Xin chào bà con nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục đổ chậu này. Mình hướng dẫn các bạn đổ chậu lục giác nha các bạn. Với khuôn ABS. Đó. Thì sau cái video trước mình đã hướng dẫn đến cách quét hồ dầu vào khuôn này nha các bạn. Sau các bạn ráp hồ vào khuôn rồi xong tiến hành là mình đổ nha các bạn. Đấy, thì đánh hồ là mình sẽ dùng cái mác hồ cao nha các bạn. Một xi và một cát mình đánh với cái độ sệt của nó như thế này, mình rót xuống cái góc khuôn. Đó, xong rồi mình sẽ tiến hành dùng cái búa cao su nhé các bạn, búa cao su này. Đó, mình sẽ gõ đều vào những cái mặt hoa văn này, này. Đó, thì sau này cái khuôn cái chậu mình bóc ra nó rất là láng, rất là đẹp nha các bạn. Đó. Thì nói chung là làm cái này cũng rất là đơn giản đấy các bạn, ai cũng làm được. Đây là thợ ở Hà Nội chuyên làm chậu nha các bạn. Đấy, mình chỉ có chuyển giao công nghệ một lần thôi mà bây giờ thợ đã tự làm đấy các bạn. Và cho ra những sản phẩm rất là đẹp và rất là sắc nét các bạn. Đó. Hoa văn rất là đẹp nha các bạn. Ngày mai mình sẽ sơn cái chậu này giả đá giả đồng. Mình sẽ quay các bạn cách hướng dẫn các bạn cách sơn cái chậu này các bạn. Và mình có thể tự mua khuôn về mình đổ lấy và mình chơi cây luôn nha các bạn. Mình đỡ phải tốn tiền mua chậu. Tính ra một cái chậu này ở ngoài cửa hàng họ cũng bán cho mình cũng từ khoảng 200 ngàn đổ lên trên mới được mua một cái chậu nha các bạn. Còn bây giờ mình mua một bao xi mới lại một bao cát về mình có thể đổ ra được khoảng những cái khuôn nhỏ như thế này, khuôn 30 này thì mình có thể là đổ ra được khoảng chục cái chậu nha các bạn. Đó. Sau khi bạn đổ xong rồi, các bạn gõ xong rồi á thì khi nó ngót á thì các bạn châm thêm nó vào để sau này cái mặt chậu của mình nó sẽ phẳng láng với bằng mặt khuôn nha các bạn. Đấy. Còn cái cách tháo khuôn và tháo cái cút pha trong của cái cái như này á, thì mình sẽ ngày mai khô mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo khuôn nha các bạn. Còn hôm nay là mình hướng dẫn các bạn cách đổ hồ. Ta đổ vào các cái góc á. Đấy, ta đổ vào cái góc này xong dùng cái búa mình gõ cho nó rung xuống. Đó. Thì sẽ cái mặt chậu sau này rất là láng, ít lỗ mọt và hoa văn rất là sắc nét các bạn. Vậy là mình mới hướng dẫn các bạn cách vào hồ cho một cái chậu khuôn có cút pha trong bằng nhựa ABS này các bạn. Ngày mai mình sẽ tháo ra, mình sẽ quay chi tiết các bạn cách tháo. Bởi vì tháo cái cút pha trong của cái chậu này cũng cả một vấn đề nha các bạn. Nếu không biết cách làm thì chúng ta không thể tháo được cái cút pha trong. Bởi vì để một ngày rồi thì cái xi măng này nó cứng rồi đó. Thì cái cút pha trong nó sẽ dính chặt với cái này. Mình cút pha ngoài thì mình có thể tháo những cái này ra là mình có thể bóc ra được một cách có thể nói là rất dễ. Nhưng mà cái cút pha trong để tháo được cái cả một cái khối liền như này để đóng cho lên được thì nó cũng có cả một cái cách làm nha các bạn. Các bạn theo dõi ở cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cút pha trong của khuôn chậu ABS. Đấy, xin chào các bạn nhé.